Vâng, em xin chào các anh. Em xin mời các anh cùng thưởng thức một đoạn chất âm của cái bộ dàn âm ly và loa Buxell của Onkyo kết hợp với Denon các bác nhé. Đây là con âm ly Denon F88 kết hợp với đôi loa Buxell là Onkyo D202X, dòng bass 16 của Onkyo các bác nhé. Đấy, bộ này nghe nhạc vàng thì rất là tuyệt vời, với cái tiếng bass nó mềm, trung âm sáng và cái tiếng tép rất là mịn nữa anh nhé. Này, con này để nghe nhạc vàng bolero rất là hay luôn. Phòng diện tích khoảng tầm 25-30 m² đổ về để nghe nhạc tuyệt vời luôn nhá. Nghe chung cư cũng rất là hay. Mình kết nối điện thoại máy tính qua các đường dây AV phía sau để nghe nhạc nhé, anh nhé. Chuyện tình của tôi xa cách nhiều năm trôi, mà sao vẫn thấy nhói đau từng hồi. Cuộc đời phong ba, tôi phải đánh xa xa mối tình tôi mến thật nhiều tiền để cùng em kết duyên, cùng rừng xây hạnh phúc mái tranh nghèo đàn con thơ. Những đấy thì đôi loa này thì là giá của nó là 3.350.000 và âm ly này giá của nó là 2.800.000 đấy. 28 với cả 3.350.000 là 6.150.000 cả bộ này các anh nhé. Anh nào mà có nhu cầu mua bộ này alo em. Còn về hình thức thì con này thì quá đẹp rồi. Em đi đây. Em đi đây. Đây căng hoa đây. Đấy, hình thức bên ngoài của loa đây. Góc cạnh đẹp. Góc cạnh đẹp nóng lành luôn nhé. Những cái dòng này thì nó được dán xịt tất cả các mặt luôn nên rất là đẹp. Đấy, các anh nhìn được không? Đẹp nhá. Cực đẹp luôn. Cái này làm sao đáng si, còn cái này như là phủ sơn PU luôn đấy. Phủ sơn PU luôn các anh ạ. Rất là đẹp nhé. Con này thì nó là các cái dòng loa này thì những cái dòng loa mà nó là có một lớp gỗ nặng ở bên ngoài nên là nó cái loa của nó nhìn nó cũng chất lượng hơn rất nhiều các cái dòng loa khác. Có nhiều anh thì bảo đây là gỗ thịt nhưng mà thực ra thì em có bỏ xem ở bên trong ấy thì thông thường là tất cả những cái dòng này nó đều là này. Ở bên trong nó sẽ có một lớp gỗ MDF trước, sau đó nó mới đến gỗ nặng bên ngoài nhá. Đấy, nó tạo thành hệ thống loa rất là đẹp. Đấy, nên có nhiều người là hiểu nhầm rằng đây là gỗ thịt, nhưng thực ra thì theo em thì đây là dòng loa mà nó được sản xuất và với cái vỏ bên ngoài là gỗ nặng và ở bên trong nó còn một lớp gỗ MDF nữa. Thì bởi thông thường thì các cái gỗ thịt nó rất ít mà người ta sử dụng để làm gỗ thịt, bởi vì là cái gỗ đấy nó không có độ cộng hưởng, không phải là không có độ cộng hưởng mà cái sự cộng hưởng của cái gỗ đấy nó nhiều quá, đôi khi nó bị không hay, nên là người ta phải làm cái gỗ MDF bên trong để nót, sau đó ở bên ngoài mới có gỗ nặng bên ngoài, đấy thì là cái hiệu quả cộng hưởng âm sẽ tốt hơn và nó mang tính thẩm mỹ cao hơn, giá trị của cái đôi loa nó cũng sẽ cao hơn đó. Chính vì thế mà nhiều người bị hiểu nhầm là cái
cái gỗ này là gỗ thịt nhá. Đấy. Còn như em nhìn quan sát ở đây là con D202X, con Kyo này thì nó là gỗ nặng, ở bên trong là gỗ MDF nhá. Bát là 16, gân vải. Màng hình như là màng giấy. Đấy, ok nhá. Onkyo D202X giá là 3.350, còn đôi con Omni là 2.800. Bác nào mà thấy cấu hình này ok, nghe hợp tai mình thì báo em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các anh nhá. Vâng. Địa chỉ cửa hàng tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em.